Kinh Đại Phương Đảng Đại Tập quyển 27. Hán dịch đời Lưu Tống. Sa môn Trí Nghiêm và Bảo Vân người Lương Châu. Phẩm 12. Bồ Tát Vô Tận Ý phần. Tôi nghe như vậy, một tuổi nọ, Đức Phật đến giảng đường Bảo Trang Nghiêm thuộc thành Phương Xá. Giải đường này được hình thành từ công đức lớn, từ quả hạnh của Phật với vô số Bồ Tát. Những người giảng thuyết nghĩa lý thâm diệu được tận lực Như Lai gia hộ, nhập trí vi diệu hạnh vô ngại, vui vẻ siêng năng, phân biệt trí tuệ, không bị khinh chê, công đức vô lượng không thể nói hết. Hiệu pháp bình đẳng của Như Lai, chuyển xe pháp, độ vô số chúng, tự tại trong các pháp, biết rõ căn tánh của chúng sinh, khéo trừ tập khí phiền não, làm mọi việc nhưng không chấp, cùng 600 vạn tỳ kheo, đệ tử của Pháp Vương, đặt giải thoát, đoạn tận, đoạn tập khí phiền não. Hiệu pháp nhẫn vô sinh, thành tựu an nghi trang nghiêm là luồng phước của mọi loài, đáng được cúng dường, giữ gìn tịnh giới của Phật và vô lượng vô biên không thể tính đếm Đại Bồ Tát. Những người trong một niệm có thể đến vô số cõi Phật, từng cúng dường chư Phật quá khứ, học hỏi pháp màu, không nhàm chán siêng năng giáo hóa chúng sinh, biết phương tiện đủ trí tuệ an trụ nơi giải thoát vô ngại, trừ mọi vọng tưởng, chấp tướng, hỷ luận, đạt trí, nhất thiết trí. Một đời thành Phật, đó là các Bồ Tát Điện Thiên, Thắng Tránh, Nhật Tạng, Dũng Kiện, Ly Ác Ý, Du Hành, Quán Nhãn, Ly Ám. Lúc ấy, Đức Thế Tôn giảng pháp môn các pháp không ngại của Bồ Tát, là pháp Phật sâu xa trang nghiêm đạo Bồ Tát, đủ mười lực vô ý, trí tuệ đạt tổng trì tự tại, đủ biện tài thần thông, chuyển xe pháp không thoái chuyển, không sinh, quán sát thật tướng của các pháp, trừ diệt cõi ma, khéo tư duy, trừ phiền não tà chấp, đủ trí vô ngại và phương tiện quyền biến, hiệu pháp bình đẳng của Phật, thọ trì trí tuệ của Phật, dạng tướng chân thật của các pháp, nhập pháp bình đẳng không chấp tướng, thành tựu công đức, hiểu nhân duyên sâu xa, trang nghiêm thân khẩu ý nghiệp, siêng năng giảng bốn đế, phân biệt trí vi diệu, giáo hóa hàng thanh phản thâm tâm tịch tỉnh, độ duyên giác, độ trí nhất thiết độ hàng đại thừa, đạt trí tự tại trong các pháp, thành tựu công đức Phật, giáo hóa mọi loài. Lúc Phật giảng pháp này, ở phương Đông, tự nhiên xuất hiện ánh sáng sắc vàng chiếu tỏa khắp tam thiên đại thiên cõi nước. Ngoài hào quang của Phật, tất cả ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, đế thích phạm thiên, hồ thế thiên vương, rồng, quỷ, thần, can, tất bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều không hiện hữu. Ánh sáng ấy soi thấu tường vách rừng núi, núi lớn, núi nhỏ, núi Mục Chân Lân Đà, núi Tiết Di, núi Đại Tiết Di và các cõi nước. Ánh sáng ấy còn chiếu đến địa ngục, chúng sinh nhờ chạm ánh sáng mà diệt hết khổ đau, hưởng an lạc. Dưới mặt đất trước chỗ Phật, 60 ức hoa sen tự nhiên xuất hiện. Hoa ấy thơm đẹp làm vui lòng mọi loài. Mỗi hoa có 100.000 cánh, bên trên hoa là lưới báu. Cánh hoa mềm mại như áo trời, chạm vào đều thấy thích thú. Hoa ấy thoảng hương sống khắp tam thiên đại thiên thế giới, hơn cả hương thơm của trời người. Tám bộ chúng nghe thấy hương này đều đoạn vui, đoạn hết phiền não. Thấy ánh sáng và hoa sen lạ, Tôn giả A Nan bạch Phật: Thế Tôn, vì sao có điềm lành này? Phật nói: A Nan, ở phương Đông, Bồ Tát Vô Tận Ý và 60 ức Bồ Tát sắp đến đây, nên có điềm lành này. Phật vừa dứt lời, Bồ Tát Vô Tận Ý dùng thần lực chấn động cõi nước, phóng đầy ánh sáng, tuôn hoa, rải hương, trỗi nhạc trời, cùng các Bồ Tát đến chỗ Phật. Đến nơi, các vị từ trong hư không, cao bảy cây đa la, chắp tay nói kệ khen Phật. Thanh tịnh không có nhiễm, dũng mãnh trừ các dục, diệt hết mọi trần lao, đạt mắt sáng vi diệu, trừ sạch ba cấu ế, khéo đoạn trừ lậu hoặc, hết thảy đều thanh tịnh, cúi lạy đấng đại giác, diệt hết mọi lo sợ, chặt đứt lưới vô minh, mười lực đấng pháp vương, tà thuyết không thể thắng, ngoài đạo các dị thuyết, tất cả đều kính sợ, Như Lai sư tử chúa, độc hành không sợ hãi, hào quang của Thế Tôn, thanh tịnh soi chiếu khắp, hết thảy cõi trời người, địa bỏ mọi tâm tối, trừ hết mọi tối tâm, không còn lưới vô minh. Hào quang Phật thanh tịnh, mặt trời ra khỏi mây, chúng sinh khổ già chết, không một ai cứu vớt, vì điều phục mọi loài, Như Lai chịu các khổ, tâm từ bi kiên định, chỉ Thế Tôn có được. Ví như Thầy thuốc giỏi, chữa trị mọi bệnh khổ, tánh của tất cả Pháp đều vốn không có ngã, như tiếng vọng trong đá, hết thể do duyên sinh.
Chúng sinh vốn không tánh, không tạo tác, không thọ, vì tất cả mọi loài, Như Lai khởi từ bi. Bị các cõi sâu rộng, đen tối do vô minh, đầy dẫy những giác quán, luôn luôn nổi sáng to, Như Lai không học người, tự nhiên đạt giải thoát. Vào đời không nhiễm ô, như hoa sen trong bùn. Trời thô cây cỏ rụng, nắng dữ cạn áo hồ, trí sáng biết pháp đời, thay đổi không thường còn, những gì kẻ ngu tích, bậc trí lại chê trách, các pháp không bền vững, riêng vượt dòng sinh tử, mắt Phật thấy tất cả, như hoa ưu bát la. Vi diệu đất thanh tịnh, hơn trăm ngàn trời trăng, chúng sinh thời quá khứ hay thuộc thời hiện tại, tất cả cùng ngợi khen, Như Lai nhận biết cả, điều phục kẻ ương ảnh, trừ nóng thổi gió mát. Vì thế con thành kính lạy Thế Tôn vô thượng, độ đời phước tăng trưởng, công đức không tệ lượng, như trâu chúa trong đời, cuối lại đấng ruộng phước. Nói kệ xong, Bồ Tát Vô Tận ấy và 60 ức Bồ Tát từ hư không bay xuống, lạy Phật đi quanh Phật 3 vòng, an tòa trên đài hoa. Lúc ấy Sa Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát Vô Tận ấy từ cõi nào, đến từ cõi nào, đức Phật nơi ấy hiệu gì, cõi đó cách đây bao xa? Phật bảo: Xá Lợi Phất, ông hãy hỏi Bồ Tát Vô Tận ấy. Nghe Phật bảo, Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi việc ấy với Bồ Tát Vô Tận ấy. Bồ Tát hỏi: Tôn giả Xá Lợi Phất, ông thấy có đến sao? Thiện nam, tôi nghĩ vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất: Đã như vậy thì không có hai tướng, cớ sao lại hỏi từ đâu đến? Xá Lợi Phất: Đến đi là hòa hợp. Như tưởng hòa hợp, không phải hợp, không phải không hợp. Không đến đó là nơi của hành của Phật. Có đến đi là thuộc tướng nghiệp. Tướng nghiệp ấy không tạo tác. Không phải không tạo tác là không đến đi, là nơi hành của Bậc Thánh. Xá Lợi Phất: Đến đi là tướng cõi nước. Tướng cõi nước không có cõi nước, không phải không có cõi nước, tức là không đến đi, là nơi hành của Bậc Tánh. Xá Lợi Phất: Đến đi là tướng cõi nước. Tướng cõi nước không có cõi nước, không phải không có cõi nước, tức là không đến đi, là nơi hành của Bậc Thánh. Xá Lợi Phất: Đến đi là duyên tưởng. Duyên tưởng không chuyên, không phải không chuyên, tức không đến đi, là nơi hành của Bồ Tát. Đến đi là nhân tướng. Tướng nhân không nhân, không phải không nhân, tức không đến đi, là nơi hành của Bậc Thánh. Đến đi thuộc văn tự ngôn ngữ. Tứ văn tự, không văn tự, không phải không văn tự, tức là không đến đi, là nơi hành của Bậc Thánh. Thiện nam, những việc ông nói rất vi diệu, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe, nên còn nghi ngờ. Thiện nam, như người giữa cửa ải hỏi tra tất cả người qua lại. Nếu thấy người vật như lúa thì thu thuế, sao rọi bằng tâm? Vì thế tôi xin hỏi, cái Bồ Tát gì bảo hộ Pháp Đại Thừa mà độ vô lượng thanh văn chuyên giác? Xin Thiện Nam phân biệt rõ cho. Bồ Tát Vô Tận ý nói: Hãy hỏi Như Lai, Như Lai sẽ giúp ông trừ nghi. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật: Thế Tôn, xin nói rõ về quả đức mà Bồ Tát Vô Tận ý thọ sinh và đức Phật cõi ấy. Nhờ nghe Pháp đó, các Bồ Tát hành trang nghiêm Bồ Đề. Phật nói: Xá Lợi Phất, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói rõ về công đức và danh hiệu của Đức Phật nơi cõi ấy. Nghe xong, ông chớ nghi ngờ, nên chuyên tâm tinh thọ phân làm. Nghe lời Phật, Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: hay thay Thế Tôn, xin giảng rõ, con nguyện thọ trì. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, cách đây 10 hằng hà sa cõi Phật về phương Đông, có cõi nước tên là Bất Thuấn. Đức Phật cõi ấy hiệu Phổ Hiền, là đấng Như Lai, ứng cúng, đủ 10 tôn hiệu. Xá Lợi Phất, cõi ấy không có thanh văn chuyên giác, không có tên về chỉ thừa, tất cả đệ tử đều là Bồ Tát, từng tu công đức, trọn vẹn hạnh lành, tu các hạnh bố thí, giữ giới, nhẫn, học rộng, không buông lung, an trụ trong công đức, đủ oai nghi, thần lực không ngại. Siêng năng cương định trong đạo vô thượng, hành đầy đủ thiền định, giải thoát, trí tuệ, thần thông, biết rõ các pháp, tâm từ như hư không, tâm bi kiên cố, cứu thoát mọi loài, thực hành tâm hỷ xả, không yêu ghét, trừ hết nghiệp ma, hiểu căn tánh, sở thích của mọi chúng sinh, tùy thuận giảng dạy,
tâm bình đẳng như đất nước gió lửa. Đánh bại tà luận của ngoại đạo để lùi kẻ địch. Dưỡng phướng thù thắng, nhập mười lực bốn phổ ý của Phật, không sợ khi vào trong chúng. Thường quán 12 nhân duyên sâu xa, không chấp có không. Hành trung đạo, diệt hết tất cả kiến chấp ngã, sở hữu ngã, chúng sinh, tọa mạng, sĩ phu, tạo tác thọ nhận, đoạn thường, kết sử, ấn định bằng pháp tổng trì, đủ biện tài giảng thuyết suốt vô số kiếp, đủ thần thông tạo cảm ứng nơi vô lượng với biên cõi Phật, đi lại các cõi Phật, trừ sân, sợ, mạng, phóng dật. Khi giảng thuyết tiếng rền như tiếng gầm sư tử, tất cả chúng sinh từ kẻ oán đến người thân đều an trụ trong niết bàn, đánh trống pháp, tu mưa pháp, để hạt giống tam bảo không đoạn, thanh tịnh cả trong ngoài như châu báu sáng. Đủ tướng tốt, trang nghiêm thân bằng căn lành, được Phật trao lệ quán đảnh, một đời thành Phật, hiệu hành chúng sinh, tùy thuận điều phục giúp chúng giải thoát, thanh tịnh đạo tràng. Ngồi tòa sư tử tự tại trong các pháp, hiện thân hình như Phật, làm mọi việc Phật tự tại xoay xe pháp. Nghe Phật khen ngợi trí tuệ công đức của các Bồ Tát, đại chúng vui mừng trải các hoa ưu bát la, co vật đầu, ba đầu ma, phân đà lợi, mạng đà la, cúng Bồ Tát vô tận ý và các Bồ Tát. Tất cả cùng thưa: hôm nay chúng ta đạt công đức, được thấy các bậc đại sĩ, được cờ củi cúng dường các vị. Chúng sinh nào được nghe tên Bồ Tát sẽ được nhiều phước đức. Nếu được ngợi khen công đức của Bồ Tát thì sẽ phát tâm Bồ Đề Chúa Thượng. Lúc đó có 360 vạn chúng sinh phát tâm Bồ Đề Chúa Thượng. Đức Phật nói: này Tôn giả Xá Lợi Phất, cõi Phật ấy không có tên, ba đường ác, tà hạnh, hủy giới, người nữ, tham, sân, si, loạn, chướng hoặc, triền cái. Chúng sinh không có thượng trung hạ, thuần là hàng nhất thừa, không lớn nhỏ. Cõi Phật ấy không phân biệt sạch nhơ, không có sự khác biệt của tam bảo, không có nạn đói khát, không có sự chấp ngã, sở hữu của ngã, nghiệp ma, tà kiến. Cõi này rộng lớn bằng phẳng, một mặt trăng, mặt trời chiếu soi cả 60 ức trăm ngàn để do thai do tuần. Đó là việc hy hữu, được tạo thành tự nguyện lực của Bồ Tát. Ở đó đất đai bằng phẳng, được hình thành bằng lưu ly, mặt đất mềm mịn như áo trời, ai chạm vào sẽ được an lạc. Xung quanh cõi này có 7 hàng cây báu trang nghiêm, đường đi được ngăn bằng dây báu, nhiều hoa thơm, không có cát đá gai góc. Núi non ở đây toàn là bảy báu, chúng sinh sống bằng niềm vui thiền định. Cõi này không có vua, chỉ có Như Lai là đấng vua pháp. Đức Phật và Bồ Tát nơi cõi này không giảng pháp bằng văn tự, các Bồ Tát chim chỉ cần chiêm ngưỡng Phật là đạt tam muội niệm Phật, ngộ pháp vô sinh. Vì thế cõi đó tên là Bất Thuấn, tức là nhìn không chớp mắt. Thế nào là niệm Phật? Không quán sắc tướng, dòng họ, hành nghiệp, không kiêu mạn, không quán ấm, giới, nhập, thấy, nghe, hay, biết, tâm, ý, thức, không đua tranh, không chấp tướng sinh diệt, không lấy bỏ, nghĩ nhớ, không quán tưởng, phi tưởng, pháp tưởng, tự tưởng, cảnh giới, công đức, trong ngoài giữa, không giác quán, không thấy đầu cuối, không quán hình tướng, cử chỉ, giới định, huệ, giải thoát, tri kiến giải thoát, mười luật, bốn vô ý, 18 pháp bất cộng. Niệm Phật là đấng không thể nghĩ bàn, không hành, không tưởng, không gì sánh, không tư duy, không niệm, không xét, không động trụ, không thấy sự sinh trụ chỉ diệt của ấm nhập giới. Không nơi chốn, không nơi chốn, không phải sắc thọ tưởng hành thức, không thấy biết về thức, đất, nước, gió, lửa, mắt, sắc, tai, tiếng, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc, tâm, pháp. Tất cả không thấy cảnh giới, ngã sở hữu ngã, không nghĩ là thấy, nghe, hay, biết, đạt giải thoát trọn vẹn. Biết tâm luôn sinh diệt, không vọng tưởng, trừ ái sân, không chấp tướng nhân duyên, kia, đây, trong ngoài, thanh tịnh, không chấp nơi văn tự, không vui buồn, không thoái chuyển. Không chấp khổ vui, lạnh nóng, tịch tịnh, giải thoát, không sắc tướng, không thọ ngã, không trói buộc, không tạo tác, không nói năng, không đầu cuối, không lấy bỏ, dừng ở, không sinh diệt, bình đẳng như hư không. Đó là tam muội niệm Phật của Bồ Tát. Đạt tam muội này, Bồ Tát thành tựu Đà La Ni trí tự tại, thọ trì pháp Phật, hiểu rõ ngôn ngữ của chúng sinh, độ biện tài. Xá Lợi Phất,
Đức Phật phổ hiền không tiếc pháp bằng hai nhân duyên, nghe, nghĩ. Các Bồ Tát thấy Phật là hiểu được ý nghĩa, sâu xa thành tựu sáu pháp ba la mật. Vì sao? Vì không chấp sắc tướng, là hành trọn vẹn bố thí ba la mật. Trừ tướng sắc là đủ giới ba la mật, quán sắc đoạn là đạt nhẫn ba la mật. Thấy sự tịch tỉnh của sắc là hành trọn tinh tấn ba la mật. Không chạy theo sắc tướng là hành trọn vẹn thiện ba la mật. Không bàn sắc tướng là hành đủ bát nhã ba la mật. Xa lợi Phật, tất cả các cõi Phật, ít có cõi nào như cõi này. Tôn giả Xá Lợi Phất thương Bồ Tát vô tận ý, hy hữu thay. Các Bồ Tát được sinh ở cõi bất thuấn, được gặp Đức Phổ Hiền, thành tựu công đức lớn. Bồ Tát vô tận ý hỏi, Đại Đức, có muốn thấy cõi bất thuấn, Đức Phổ Hiền và đại chúng không? Rất muốn thưa Bồ Tát, vì sẽ giúp cho đại chúng tăng thêm căn lành. Bồ Tát vô tận ý liền nhập định thì hiện cõi Phật, làm cho Tôn giả Xá Lợi Phất và đại chúng trông thấy cõi bất thuấn. Đức Phổ Hiền và đại chúng thấy Phật tất cả rời tòa, tướng hướng lại Đức Phổ Hiền và đại chúng. Nhờ thần lực Phật và Bồ Tát vô tận ý, vô số hoa thơm tự nhiên rải xuống cúng dường Đức Phổ Hiền và đại chúng. Thấy hoa thơm, các Bồ Tát thưa Phật, Thế Tôn, hoa thơm này từ đâu hiện ra? Phật nói, đó là hoa của Bồ Tát vô tận ý và các Bồ Tát ở các cõi Phật đến cõi Ta Bà nghe Pháp. Đức Phật Thích Ca giảng kinh Đại Tập. Các Bồ Tát thưa, Thế Tôn, chúng con mong được thấy Đức Phật Thích Ca và đại chúng ở cõi đó. Đức Phật Phổ Hiền liền phóng ra ánh sáng chiếu đến cõi Ta Bà. Nhờ ánh sáng, đại chúng ở cõi này đều thấy được Đức Phật Thích Ca và đại chúng nơi cõi Ta Bà. Tất cả vui mừng, chắp tay thưa. Hy hiệu thầy, Thế Tôn, các Bồ Tát từ đâu tập hợp về cõi ấy mà đông như vậy? Phật nói, thì Nam, các Bồ Tát đến từ các cõi Phật ở mười phương, mong được nghe Pháp sâu xa. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi Bồ Tát vô tận ý, vì sao Bồ Tát có tên là vô tận ý? Đáp, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, vô tận ý là chân chuyên quả báo của các Pháp. Vì sao? Vì các Pháp không cùng tận. Xá Lợi Phất thưa, Thiện Nam, xin nói về Pháp không cùng tận. Xá Lợi Phất, ngay từ lúc mới phát tâm Bồ Đề, đã là không cùng tận. Vì sao? Vì tâm Bồ Đề không xen tạp phiền não, liên tục không có thừa khác, bền vững, không xen các tà luận, trường nghiệp ma, tùy thuận tăng trưởng pháp lành, thường còn không dao động, được chư Phật an ủi, bảo hộ thù thắng không tổn giảm, an ổn không tranh chấp, không gì so sánh, bền vững như kim cang, thành tựu vô thượng vô biên công đức, bình đẳng độ sinh, không phân biệt, thanh tịnh sáng soi, đủ trí sáng, hiệu pháp rốt ráo, rộng lớn như hư không, bao dung tất cả thông đạt không ngại, không đoạn tâm bi, hạnh nguyện được chư Phật khen ngợi vượt trên nhị thừa sâu xa, chúng sinh không thể biết, không hủy hoại pháp Phật, đem pháp lành cho chúng sinh, hành đầy đủ công đức trang nghiêm, thành tựu trí quán sát, tùy tâm ban cho thanh tịnh chế đức, đủ hạnh nhẫn trước kẻ oán người thân, trọn hành tinh tấn, tịch tịnh an ổn, kiên định tâm đại bi, chú dễ đủ tâm hỷ, không động đủ tâm xả, tựa pháp Phật, không đoạn tam bảo. Xá Lợi Phất, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề bằng trí nhất thiết, thì làm sao cùng tận được? Thì Nam, như hư không không cùng tận, tâm Bồ Đề được phát bằng trí nhất thiết cũng vậy. Xá Lợi Phất, giới của Phật không cùng tận, định tuệ giải thoát trí kiến của Phật không cùng tận, phát tâm từ định, tuệ giải thoát, nên giải thoát tri kiến cũng không cùng tận. Xá Lợi Phất, tánh của giới định tuệ giải thoát, tri kiến giải thoát của Phật là không cùng tận. Phát tâm từ tánh ấy làm sao cùng tận? Mười luật, bốn vô ý, 18 pháp bất cộng của Phật không cùng tận. Nên phát tâm từ, các pháp đó không cũng không cùng tận. Xá Lợi Phất, tóm lại tất cả Như Lai đều không cùng tận, nên phát tâm từ các pháp của Như Lai cũng không cùng tận. Tam bảo không đoạn, nên không cùng tận. Tánh của chúng sinh, trí như thật, trí tùy thuận chúng sinh, sự hồi hướng vô thượng, việc giáo hóa chúng sinh, trí không sinh, sự lìa tánh không sinh, bản tánh của các pháp đều không cùng tận. Xá Lợi Phất, đó là sự không cùng tận của việc phát tâm Bồ Đề của Bồ Tát. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, tâm Bồ Tát thanh tịnh, không cùng tận, không chua định, không gian trá, khéo phân biệt, không tà vậy, thanh bạch, chân chánh, thù thắng,
không khinh hủy, không quanh co, chất trực, bình đẳng, kiên định, không thể hoại, bền vững, không động, không nương tựa, trừ chấp ngã, không bè bạn, đoạn khen chê, tạo nghiệp lành, không chê trách, diệt tội lỗi, không khổ não, tánh chân thật, không hư dối, hành đúng pháp, khéo tạo tác, không tì vết, không sai lầm, không đình trệ, không thoái chuyển, quán chúng sinh, căn đại bi sâu xa, độ sinh không mệt mỏi, không tìm an lạc cho riêng mình, không tham lợi dưỡng, không đắm nhiễm, biết các pháp do duyên sinh, quán sự thịnh suy, thấy chúng sinh, luôn ủng hộ, làm nơi nương tựa, không hệ lụy, khéo quán sát, không bàn luận, tâm thuần thiện, không dao động, thanh tịnh siêng năng, thanh tịnh bên trong, khéo hiểu, không nhiễm bẩn. Sa lợi Phất, vì tâm thanh tịnh nên đoạn tham tiết, độ người đoạn tham, không hủy giới, khuyên người không hủy giới, đoạn sân, khuyên người đoạn sân, không lười biếng, khuyên người bỏ lười biếng, không tán loạn, khuyên người không tán loạn, đoạn si, khuyên người đoạn si. Sa lợi Phất, nhờ thanh tịnh tâm nên đoạn tất cả pháp ác, giúp chúng sinh sống trong pháp lành. Vì thế sự thanh tịnh của Bồ Tát không cùng tận. Sa lợi Phất, hành tâm thanh tịnh của Bồ Tát không cùng tận. Vì sao? Vì khi bố thí, Bồ Tát xả bỏ tất cả. Khi hành giới, Bồ Tát siêng tu khổ hạnh, giữ gìn oai nghi không phạm. Khi hành nhẫn, Bồ Tát không sân giận chúng sinh. Khi hành tinh tấn, Bồ Tát luôn siêng tu tập pháp lành. Bồ Tát luôn tu thiện không tán loạn. Bồ Tát tu trí học rộng. Các hành đó của Bồ Tát đều không cùng tận. Bồ Tát hành từ bi hỷ xả không cùng tận. Vì Bồ Tát luôn ban vui, cứu khổ, đoạn tham sân. Ba nghiệp của Bồ Tát thanh tịnh vì trừ ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng, ba lỗi của ý. Nghĩa là trừ tham sân si. Bồ Tát luôn học hỏi không tiếc thân mạng, tu trí nhất thiết, khuyên các Bồ Tát khởi tâm đạo, tu tập căn lành, hồi hướng Bồ Đề, bảo hộ pháp Phật, hành bốn nhiếp pháp, sám hối tội lỗi, trình bày lỗi lầm, hồi hướng công đức, thành tựu vô lượng tài bảo, thỉnh Phật hộ pháp, hành pháp Bồ Tát, lo việc độ sinh, trang nghiêm kiên cố, thành tựu pháp lành. Sa lợi Phất, là Bồ Tát có bốn hành không cùng tận, hành tâm, bố thí pháp, giáo hóa, căn lành, là có bốn hạnh, thích ở nơi nhàn tịnh, giữ gìn oai nghi, không chán ghét. Luôn tu tập vô lượng công đức, siêng năng học hỏi, hiểu rộng, cầu trí tuệ Bồ Đề vô thượng. Lại có bốn hạnh, so sánh, tính đếm, suy xét, quán pháp. Lại có bốn hạnh, hiểu pháp thanh tịnh, biết nhân, nhiệm ô, đoàn phiền não, tán thán pháp lành. Lại có bốn hạnh, quán các ấm, quán các giới, quán các nhập, quán nhân duyên. Lại có bốn hạnh, giảng hạnh vô thường, nêu pháp khổ, trình bày pháp vô ngã, thuyết niết bàn thanh tịnh. Tóm lại tất cả các hạnh của Bồ Tát đều không cùng tận, vì mọi hạnh đều hướng về nhất thiết trí. Lại nữa, sau lời Phật, tâm Bồ Tát viên mãn không cùng tận. Vì sao? Vì mọi sự suy nghĩ quán sát đều chuyên pháp Bồ Đề, hướng đến các địa vượt sinh tử, đạt giải thoát đốt đáo, hành thù thắng đạt pháp vi diệu, trụ pháp Phật, tăng trưởng pháp lành, vượt khắp nơi chốn, trang nghiêm viên mãn, thành tựu Bồ Đề bằng các hạnh không tham dục lạc, tùy thuận không làm ác, an trụ pháp Phật, đoạn phiền não, bố thí không tham tiếc, giữ gìn giới cấm, hành nhẫn nhục siêng tu khổ hạnh, vượt pháp nhị thừa, tu định nhưng không chấp các thiền, tu tuệ không chấp căn lành, hành trọn vẹn pháp lành, trừ các tâm mạng, bố thí không cầu quả báo, quán pháp vi diệu của Phật nhưng không kinh sợ, siêng năng không ngừng, không dối gạt, lo việc độ sinh, điều phục mọi loài, từ bi lợi Phật, cứu khổ, ban vui, cung kính, sư trưởng. Bảo vệ kể thế cô, làm nơi nương tựa, soi chiếu nơi tâm tối, làm bạn tốt, ngay thẳng với kẻ quanh co, lành với kẻ ác, chân chánh với kẻ gian, thanh tịnh với kẻ tà mạn, đền ân với người có ân, và kẻ vô ân, kẻ không biết ân, đem lợi ích cho kẻ tổn hại, chân thật với kẻ hư dối, khiêm nhường với kẻ cao ngạo, không chê, nói lời êm dịu, độ kẻ ác, bảo hộ kẻ sai đường, làm mọi việc cung kính tất cả, chỉ dạy các Bồ Tát khác, dạy dỗ bằng lời êm dịu, thích ở nơi nhàn tịnh, hành pháp lành, không ham vật chất, không tiếc thân mạng, không nghĩ quấy, nói lời ngay thật, không vì vật chất mà làm việc ác,
ít muốn biết đủ, tâm thanh tịnh nhu thuận, giao sinh tử nhân đủ căn lành, chịu khổ vì chúng sinh. Bồ Tát đủ các tâm không cùng tận của Bồ Tát, không bị phiền não sinh tử tổn hại. Vì sao? Vì tâm tăng trưởng công đức, bao dung tất cả chúng sinh, thành tựu trí phi diệu. Đại đức đó là sự không cùng tận của Bồ Tát. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Thì Nam, còn có pháp không cùng tận không? Có, Bồ Tát tu hành thấy Ba La Mật không cùng tận. Vì sao? Vì việc bố thí của Bồ Tát không thể lường, nghĩa là cần thức ăn, cho thức ăn, đủ sắc đẹp vui khỏe, đoạn khát ái. Cần y phục, cho y phục, đủ sắc thanh tịnh không hổ thẹn. Cần xe, cho xe, đủ diệu lạc thần thông. Cần đèn, cho đèn, đủ mắt thanh tịnh của Phật. Cần nghe nhạc, cho nghe nhạc, đủ thiên nhị thanh tịnh. Cần hương, cho hương, thân luôn thoảng hương thơm. Cho cả hương xoa hương bộ, đủ hương giới định tuệ. Cần các vị, cho các vị, cần chỗ nương tựa, cho nơi nương tựa, bảo vệ cứu độ chúng sinh. Cần chăn mền, cho chăn mền, trừ cái ấm, có được chỗ ngồi của chư thiên, hiền thánh Phật. Cần ghế ngồi, cho ghế ngồi, có đạo tràng khắp tam thiên, đại thiên cõi, an tọa nơi tòa kim cang, ban cho tất cả thành tựu pháp bồ đề. Tùy bệnh cho thuốc, nếu không già chết, đủ thuốc cam lồ. Cần đô bọc cho đô bọc, đủ trí tự tại, ban cho vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cự, mã não, thành tựu 32 tướng tốt, bố thí các vật trang sức, tránh đủ 80 vẻ đẹp, ban cho xe xưa, thành tựu đại thừa, ban cho vườn trường, đủ các pháp thiền, ban cho vợ con được pháp vô thượng, ban cho kho tóc, lúa, tài, bảo, có được tạng pháp lành, tùy thuận ban cho đạt vị vua tự tại, ban cho niềm vui, đủ vô lượng pháp lạc, ban cho chân sẽ đủ thần thông đi lại đạo tràng, ban cho tay có được tay pháp an ủi chúng sinh, ban cho tai mũi được các căn thông tuệ, ban cho mắt thành tựu mắt pháp không ngại, ban cho đầu thành tựu trí tuệ biết rõ ba cõi, ban cho máu thịt được thân kiên cố, ban cho cốt tủy đủ thân kim cang. Bồ Tát không làm việc ác để có của cải mà bố thí, không cướp vật của người này để cho người kia, không thí vì sợ, vì hổ thẹn, vì tham tiếc, cho như lời hứa, ban cho tất cả, bố thí trọn vẹn, không thí vì vô nịnh, gian ác, nghi nghiệp báo tà mạng, chấp trước, phân biệt, thấy sự khác biệt, bình đẳng bố thí không phân biệt giữ giới, phá giới không cầu quả báo, không hối hận, không nhiễm ô, không chấp nơi chốn, không sân giận, ai xin thì cho, không tổn hại người sinh, không khinh khi, không quay mặt, không ném vật cho, tôn trọng, cho tận tay, thường cho, không đoạn tuyệt, không kiêu mạn, không giới hạn, cho đúng lời hứa, không phân biệt đáng cho, không đáng cho. Xem tất cả đều là ruộng phước, không khinh ít, không khen nhiều, không giảm, không cầu quả, không cầu tài vật, không mong học pháp thanh văn, duyên giác, không mong ngôi vị, không bố thí vì một đời, không chán ghét, hồi hướng về trí nhất thiết, thanh tịnh đúng thời, không hại, không làm cho chúng sinh khổ não, không bị bậc trí cười chê, vì xa vì quán hành rỗng lặng, không huân tập, diệt ba cõi, không chấp nơi chốn, giải thoát, hàng phục nghiệp ma, trừ tam ái, tăng pháp lành, khéo phân biệt, trò đạo bồ đề, hồi hướng chánh giác, trang nghiêm đạo tràng, không biên giới, không hư hoại, không đoạn trọng lớn, không so sánh, hướng đến trí nhất thiết. Xá Lợi Phất, đó là hành thí không cùng tận của Bồ Tát. Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: hay thay Thiện Nam, Bồ Tát đã giảng nói về hành thí Ba La Mật không cùng tận của Bồ Tát, xin giảng về hành giữa giới Ba La Mật không cùng tận của Bồ Tát. Bồ Tát vô tận ý bảo: Xá Lợi Phất, giới của Bồ Tát có 67 hạnh thanh tịnh không cùng tận, 67 hạnh không đạo hại chúng sinh, không trộm cướp vật của người, không xâm phạm vợ người, không dối gạt chúng sinh, không nói hai lời, không nói ác, không theo dệt, không canh ghét khi thấy người vui, không sân giận, kham nhẫn lời ác, có chánh kiến, vẫn tin Phật, tâm không nhiễm, tinh thuần pháp, quán pháp, tinh kính tăng chúng, thành tâm niệm Phật, suy xét pháp, tôn trọng tăng, giữ gìn giới cấm, dù là giới nhỏ vẫn không phạm,
không thiếu giới, không hợp thừa khác, giới không lậu hoặc, đoạn ác, không xen tạp kết sử, không ô nhiễm, hồi hướng giới đức, công không bị vật trí chê trách, bảo hộ các căn, làm lành, Đức Chư Phật bảo hộ việc khéo giữ giới, luôn biết ít, biết đủ, ít ham muốn, đoạn tham, thân tâm tịch tỉnh, ở nơi nhàn tịnh, không hợp pháp của đạo khác, tự tại với căn lành, được hàng trời người ưa thích, bảo hộ chúng sinh bằng lòng từ, chịu khổ thay chúng sinh bằng lòng bi, không lười biếng vì có tâm hỷ, không tham tâm vì tu tâm xả, khéo phân biệt, không tìm lỗi người, bảo hộ người, khéo giữ gìn, bố thí giáo hóa chúng sinh, nhẫn nhục không chướng ngại, siêng năng không thoái lui, tăng trưởng pháp thiền, học rộng, đủ trí tuệ, gần gũi thiện trí thức, thành tựu bồ đề, xa lánh bạn ác, trường pháp ác, không tiếc thân mạng vì quán thân vô thường, siêng năng làm lành, không hối hận vì tâm luôn luôn thanh tịnh, không nuôi sống bằng việc ác, thanh tịnh không hủy giới, tạo nghiệp lành, không kiêu mạn, đoạn dục, tâm ngay thẳng, tâm hòa thuận, không não hại, tịch tỉnh, không nhơ, tùy thuận nói, làm hợp nhất, bình đẳng với chúng sinh, cầu giới vô thượng của Phật, nhập tam muội Phật, đủ pháp Phật. Xá lợi Phất, Bồ Tát hành thanh tịnh giới, không chấp trước ta người, chúng sinh, thọ mạng, sĩ phu, sắc, thọ tưởng, hành, thức, đất, nước, lửa, gió. Trong tịnh giới không thấy mắt, sắc, tai, tiếng, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc, ý, pháp, không cả thân tâm. Giới này là tướng định vì không xen tạp, là tướng phân biệt vì phương tiện chuyên tất cả pháp, là tướng không vì chấp tướng ba cõi, không tạo tác vì là nhẫn vô sinh, không có tướng đã làm, hiện làm sẽ làm, quá khứ không diệt, vị lai không sinh, hiện tại không dừng, không tức nhiễm, không dừng biết, không cần suy xét, không có tham sân si, không thường đoạn, không nghịch nhân duyên, không có ngã, sở hữu ngã, chấp thân, không chấp danh sắc, không chấp nhân, không nghi ngờ hối hận, không chấp căn lành, không bất não, tịch tỉnh, lìa tướng, không đoạn dòng Phật, luôn cầu pháp, không đoạn pháp, vì không phân biệt tánh pháp, không đoạn tăng, vì tu hành vô di. Sao lại vất, giới liên tục không cùng tận, vì sao vì giới của phàm phu, giới hạn trong sự thọ sinh nên đoạn hết. Thiền tâm của chư thiên cõi sắc, định của chư thiên cõi vô sắc, thần thông của thiên nhân ngoại đạo, niết bàn của hàng, của thanh văn hữu học, du học, tam bi, của Bích Chi Phật đều hữu hạn cùng tận. Sao lại phát giới của Bồ Tát không cùng tận, vì sao bị trong giới đó sinh khởi vô lượng giới, đó là Bồ Đề, là giới của Như Lai. Sao lại phát thưa, hay thay thiện nam, đã nói về giới ba la mật của Bồ Tát, xin giảng về hành nhẫn ba la mật của Bồ Tát. Sao lại phát, Bồ Tát đủ 32 hạnh hành nhẫn, không cùng tận, 32 hạnh, đoạn cách xử, không não hại, không trói buộc, không xâm phạm, không che giấu, không sân, không tranh chấp, không đối chọi, không phân biệt các cõi, bảo vệ mình người, thuận tâm bồ đề, khéo quán sát, không thấy hai, biết nghiệp báo, trang nghiêm thân, thanh tịnh lời, thanh tịnh tâm, tâm bền vững, đổ biện tài biện thuyết, không vọng tưởng, khéo phân biệt, bảo vệ người, tu hạnh thanh tịnh, hưởng quả trời người, thân tướng đoan nghiêm, có tiếng nói như tiếng cõi phàm tiên, trừ tội lỗi, diệt cấu nhiễm, trừ căn ác, diệt giặc kết sử, không não hại chúng sinh, đầy đủ pháp Phật. Sa lợi Phất, thế nào là nhẫn? Bị mạ nhục, Bồ Tát kham nhẫn không trả thù vì biết âm thanh như tiếng gian. Bị đánh đập, Bồ Tát kham nhẫn không trả thù vì biết thân như ảnh trong gương. Bị kẻ khác giận, Bồ Tát không giận vì biết tâm như huyễn. Kham nhẫn không trả thù, tâm thanh tịnh, nghe khen không cao ngạo, nghe chê không giận tức, không tham vì lợi Phật, tự điều phục tâm, không khổ khi tổn hao tài Phật, tâm thanh tịnh, không khinh động khi được khen vì khéo phân biệt, không xấu hổ khi bị chê, vì tâm rộng lớn, bị chê trách tâm không tự ti, khéo an trụ, không tự cao khi được khen, không dao động, không vui mừng khi gặp việc vui, khi quán pháp hữu vi thuộc tướng vô thượng, không khổ não khi gặp việc buồn, không nhiễm ô, không nương tựa pháp thế gian, nhẫn chịu các khổ khi thấy kẻ nguy bức,
hiểu mọi việc, kham nhận khi thân bị khổ vì đủ thân Phật, kham nhận lỗi người, khéo tạo nghiệp lành, hiện tu hành khổ, hàng phục ngoại đạo, và các đạo nhân vượt hơn Đế Thích Phạm Thi Tối Thiên Vương. Hơn nữa, nhẫn trọn vẹn là không tranh chấp. Vì sao? Vì ăn nhẫn khi bị mắng, chứ phải là nhẫn đốt ráo vì còn hai tướng. Còn thấy người mắng thì chưa đạt công đức viên mãn, còn thấy mắng trước mặt, thấy mắng bằng tay, mũi, lưỡi, tân ý, quán tướng nhập. Thấy không mắng, quán vô ngã, biết giả danh, quán tiếng vọng, quán ta người đều chưa thường. Thấy người điên đảo, mình không điên đảo. Quán tướng cao thấp, người không siêng năng, ta siêng năng, quán tướng siêng lười. Người ở cõi ác, ta sống cõi lành. Quán tướng thiện ác, nhẫn vô thường, không nhẫn thường, nhẫn khổ, không nhẫn vui. Nhẫn vô ngã, không nhẫn có ngã. Nhẫn bất tịnh, không nhẫn tịnh. Quán còn tướng tương đối, nhẫn không, không nhẫn chấp. Nhẫn vô tướng, không nhẫn giác. Nhẫn vô nguyện, không nhẫn nguyện, nhẫn không tạo tác. Nhẫn đoạn kiết, nhẫn pháp lành, không nhẫn pháp ác. Nhẫn pháp xuất thế, không nhẫn pháp thế gian. Nhẫn không tranh chấp, không nhẫn tranh chấp. Nhẫn vô lậu, không nhẫn hữu lậu. Nhẫn pháp tịnh, không nhẫn pháp nhiễm. Nhẫn tịch diệt, không nhẫn sinh tử. Tất cả hành nhẫn đó đều thuộc tướng tương đối, không phải là nhẫn đốt ráo. Thế nào là nhẫn viên mãn? Nhập không tịnh, không chấp, không tham tri kiến, biết tất cả đều rỗng lặng. Nhẫn đó không có hai tướng là nhẫn viên mãn. Nhập vô tướng, vô nguyện, không tạo tác, đoạn hết cơ sở. Nhập pháp lành, pháp xuất thế, không tranh chấp, không lậu hoặc. Nhập pháp tịnh, tịch diệt, biết tánh không tự sinh, không do cái khác sinh, không hòa hợp sinh, không xuất không hoại, không cùng tận. Nhẫn ấy không có hai tướng, là nhẫn viên mãn, không tạo tác, không chấp trước, không phân biệt, không trang nghiêm, không tu tập, không tiến tu, không sinh khởi. Không cùng tận, đó là nhẫn vô sinh, không xuất, viên mãn. Bồ Tát tu hành nhẫn này, được thọ ký nhẫn. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, đó là nhẫn không cùng tận của Bồ Tát. Lúc giảng pháp nhẫn, tất cả đại chúng đều khen Bồ Tát vô tận ý. Hay thay, Bồ Tát khéo giảng rộng về hạnh nhẫn. Nói xong, đại chúng đại hoa chân hương cờ phướng lộng cúng dường Bồ Tát vô tận ý. Trong hư không, trăm ngàn thứ nhạc lại có tiếng bảo. Chúng sinh muốn đạt hạnh nhẫn của Phật, không kinh sợ khi nghe giảng pháp này. Lúc ấy, khắp tam thiên đại thiên cõi nước, đều đầy đủ cả hoa hương cờ phướng lộng. Đức Phật bảo với Bồ Tát vô tận ý. Thiện nam, ông hãy tìm vật cất mọi thứ cúng dường. Vô tận ý thưa, vâng, thưa Thế Tôn, con sẽ dùng thần lực lấy thân làm vật lợn. Sau đó Bồ Tát nhập tá muội sắc thân, tất cả vật cúng dường đều nhập vào rốn của Bồ Tát, vì thân Bồ Tát như hư không, chẳng thêm bớt. Khi đó Bồ Tát Đại Trang Nghiêm hỏi Bồ Tát vô tận ý, thì nam, tá muội mà Bồ Tát nhập tên là gì, vì sao lại có công đức như vậy? Thì nam, tá muội đó là nhất thiết sắc thân. Thì nam, tá muội này còn có công đức gì? Tá muội này làm cho thân thể nhận lấy tất cả sắc tướng trong tam thiên đại thiên cõi nước, nhưng thân không hề tăng giảm. Lúc này đại chúng trời người đều nghĩ, làm sao thấy được oai lực của tá muội này? Biết tâm niệm đại chúng, Phật bảo Bồ Tát vô tận ý, thì nam, hãy thể hiện thần lực của tá muội. Bồ Tát vô tận ý liền hiện thần lực làm cho tất cả chư Phật Bồ Tát đại chúng khắp mười phương đều ở trong thân. Thân của Bồ Tát như cõi đại bảo trang nghiêm. Đại chúng đều thấy mình ở trong thân của Bồ Tát vô tận ý. Sau đó Bồ Tát thâu thần đại chúng về chỗ cũ. Bồ Tát đại trang nghiêm thưa Bồ Tát vô tận ý, thì nam, từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy thần lực của tá muội như vậy. Thì nam, dù cho chúng sinh trong tam thiên đại thiên cõi nước đều nhập vào thân tôi thì thân này vẫn không tan giảm, huống gì chỉ có đại chúng ở đây. Lúc giảng nói pháp này, có 76 na do tha trời người phát tâm bồ đề chúa thượng, 12.000 bồ tát đạt pháp nhẫn sinh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập. Phẩm Bồ Tát vô tận ý.